Tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ, có một nữ nghệ sĩ trẻ trong hơn 7 năm qua luôn đau đáu cho một ước mơ mang âm nhạc dân tộc Việt Nam trao truyền, giới thiệu tới khán giả khắp năm châu. Giờ đây, sau khi đạt được nhiều giải thưởng danh giá, nhận tấm bằng thạc sĩ về âm nhạc dân tộc học tại Học viện Âm nhạc Geneva, Thụy Sĩ, tham gia nhiều buổi hòa nhạc và lễ hội quốc tế tại 15 quốc gia trên toàn thế giới, cô giáo Minh Trang tiếp tục chinh phục những nấc thang mới trên con đường nghệ thuật của mình và trở thành sứ giả mang âm nhạc dân tộc Việt tới năm châu. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, được thấm đẫm âm nhạc dân tộc từ thuở còn thơ, với Nguyễn Minh Trang, đó chính là ngọn nguồn cho đam mê, ý chí và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Minh Trang đã được bác ruột là nghệ sĩ ưu tú Mai Lai, trưởng bộ môn đàn tranh ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hướng cho học đàn tranh. Càng học càng say mê và gắn bó. 9 tuổi, Trang thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội và chính thức theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Tôi học song song cả văn hóa và nghệ thuật, thế nên là cái thời gian cũng phải sắp xếp một cách khoa học. Nhiều khi là cũng vừa tan học ở trường văn hóa thì lập tức bố trở đến ở học ở nhạc viện. Thực sự là một cái quãng thời gian mà tôi nghĩ là khá là vất vả, nhưng mà cũng rất là ý nghĩa. 10 năm theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Minh Trang đã gặt hái được những giải thưởng đầu tiên sau nhiều nỗ lực học tập không ngừng nghỉ. Huy chương vàng đàn đá ở liên hoan hát dân ca và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Hà Nội. Giải nhất đàn tranh tại liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc. Năm 2008, tôi có tham gia cuộc thi công cua toàn quốc dành cho nhạc cụ dân tộc. Lúc đó tôi là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cái bảng người lớn dành cho cái đàn tranh. Và trong cái quá trình chuẩn bị thi, tôi cùng với cả cô giáo của mình đã rất là cố gắng và chuẩn bị rất là nhiều thứ cho cái cuộc thi đấy. Và qua cuộc thi thì tôi thấy mình cũng trưởng thành hơn rất là nhiều. Thành công nối tiếp thành công. Sau khi giành được giải thưởng cao nhất độc tấu đàn tranh toàn quốc, đến năm 2009, Minh Trang vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp học bổng âm nhạc tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cơ hội lớn được mở ra, nhưng cũng đồng thời đặt lên vai những trọng trách, những khó khăn không nhỏ với một cô bé 19 tuổi ngày đó. Mình sang bên nước bạn, mình học những cái điều hay của họ, những cái về kỹ thuật, về sự phát triển của cây đàn tranh, làm thế nào để mình áp dụng và cải tiến và phát triển cây đàn tranh của mình. Lúc đấy tôi học thì tôi học với một cái niềm đam mê. Càng học sâu càng nhận thấy, đàn tranh vừa có thể độc tấu, lại vừa có thể giúp người chơi mở rộng khả năng học hỏi và sức sáng tạo tốt hơn nhiều nhạc cụ khác. Minh Trang cho rằng bộ môn này xứng đáng được nghiên cứu và phát triển nhiều hơn nữa. Và sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải năm 2016, khi cơ duyên đến, cô gái trẻ tài năng đã không chần chừ quyết định tiếp tục nâng cao trình độ tại Học viện Âm nhạc Geneva, Thụy Sĩ. Một lần nữa, khó khăn về rào cản ngôn ngữ lại quay trở lại với Minh Trang khi phải bắt đầu với một ngôn ngữ mới, một nền văn hóa mới hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, với mong muốn cháy bỏng góp sức cho việc phát triển âm nhạc dân tộc Việt Nam ra toàn thế giới, Minh Trang đã vượt qua mọi trở ngại để chinh phục tấm bằng thạc sĩ âm nhạc dân tộc học, vinh dự nhận giải thưởng của Hiệp hội Nghiên cứu Âm nhạc Thụy Sĩ châu Á. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều điều để làm trong âm nhạc Việt Nam. Nó chưa được biết tới rộng rãi ở phương Tây, nhưng với những nghệ sĩ biểu diễn ở trình độ cao như Minh Trang, chúng tôi có thể tới gần hơn với nền văn hóa này. Đối với người phương Tây chúng tôi, điều quan trọng là phải biết bối cảnh văn hóa bắt nguồn để hiểu rõ vai trò của âm nhạc này là gì, chức năng của nó là gì. Và để làm được điều này, chúng tôi cần những người trung gian, các chuyên gia giới thiệu cho chúng tôi về thể loại âm nhạc này. Tôi nghĩ Trang đã làm được rất nhiều, góp phần vào sự phát triển của thế giới âm nhạc để hình ảnh đất nước như Việt Nam được biết tới rộng rãi hơn. Bên cạnh cái việc học của mình thì tôi cũng giới thiệu âm nhạc với mọi người, với những giáo sư, giảng viên ở đó.
và cũng từ đó mà mở ra nhiều cái cơ hội cho mình sau này để mà hợp tác về giới thiệu âm nhạc Việt Nam hoặc là giới thiệu những cái cây đàn truyền thống và tham gia vào những cái dự án âm nhạc của họ. Trước những con mắt tò mò của các bạn nhỏ người Thụy Sĩ cùng phụ huynh tại một số trường học, cô giáo Minh Trang tự hào giới thiệu cây đàn tranh, một loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Niềm vui, niềm hứng khởi ánh lên trong đôi mắt của những em bé người nước ngoài. Đó chắc chắn là cả một quá trình dài với không ít thử thách và gian nan đối với người nghệ sĩ Việt. Nhưng cô tin âm nhạc tạo ra sự kết nối và sẽ được thẩm thấu ngay từ chính những mầm non này. Tôi nhận thấy rằng là có rất là nhiều cái việc hay là tôi gọi là trọng trách nhưng mà mình có thể làm. Ví dụ như hiện nay tôi đang dạy cây đàn tranh, cây đàn bầu hay những cây đàn truyền thống khác cho các em bé mà sinh ra và lớn lên tại đây. Tôi thấy nó rất là quan trọng bởi vì là hiện nay tôi cũng có hai con nhỏ và tôi thấy là cái việc mà dạy âm nhạc truyền thống cho các con cũng là một cái cách mà giúp các con hiểu hơn về Việt Nam, hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, về âm nhạc Việt Nam và cũng như là một cái sợi dây gắn kết các con với cái quê hương của mình. Tại lớp học đàn tranh, cô giáo Minh Trang duy trì đều đặn khoảng 5 đến 7 học viên. Thường là dạy theo cách một thầy một trò. Sau đó tất cả sẽ cùng hòa tấu đàn tranh theo một bài nhạc do cô giáo lựa chọn. Thông qua những giờ học như thế này, Minh Trang đã gieo hy vọng cho những người Việt và gốc Việt sinh sống tại châu Âu, mong muốn tìm lại gần gũi với cội nguồn qua âm nhạc. Đi tham dự cái lễ 2 tháng 9 ở bên Thụy Sĩ, thì vô tình nhìn thấy cô Trang cũng biểu diễn ở bên đó, thì hai mẹ con mê quá, thế là về hai mẹ con quyết định học. Thì trong những cái người bạn đồng nghiệp ở trong nhà hàng cũng nói là thích học, cho nên là thành lập một cái lớp cỡ 7-8 người. Xong cô Trang rất là tâm huyết, mặc dù là đường rất là xa, từ bên Thụy Sĩ cô Trang phải đi xe lửa qua đây để mà dạy cho mọi người, nhưng mà cô Trang cũng dành một cái thời gian là nguyên một ngày Chủ nhật để dạy cho mọi người luôn. Đúng rồi cô, đọc tiếp đi ạ. Trở thành cô giáo dạy đàn cũng là ước mơ từ nhỏ và là mục tiêu phấn đấu trong suốt quá trình học tập của Minh Trang tại Thụy Sĩ. Suốt nhiều năm qua, cùng với cây đàn trên vai, miệt mài trên những chuyến tàu đi đi về về giữa các nước, tận tình giảng dạy âm nhạc dân tộc cho các thế hệ người Việt tại trời Âu. Đường dài không ngại bước chân, mặc dù mỗi chuyến đi không phải lúc nào cũng thuận lợi, dễ dàng. Nhưng tình yêu dành cho Tổ quốc, ý thức sâu sắc về bổn phận của một người con đất Việt trong việc bảo tồn và phát triển bộ môn đàn tranh nói riêng và nền âm nhạc dân tộc của Việt Nam nói chung, đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới, đã tiếp sức cho người nghệ sĩ trẻ vượt qua mọi trở ngại để làm tròn sứ mệnh của mình với quê hương. Con rất là thích đàn tranh với đàn bầu, tại nó là những cái nhạc cụ hiếm của Việt Nam. Cái con rất là thích văn hóa Việt Nam của mình, người con muốn truyền đạt mấy cái nhạc cụ này cho mấy bạn khác để biết, tại ở đây nó rất là hiếm để ở bên Pháp này, nên kiếm cô Trang để dạy là cũng rất là khó kiếm luôn. Nên là con rất là cảm ơn cô Trang dạy cho con với mẹ với mọi người ở bên đây. Với 20 năm kinh nghiệm biểu diễn, ở bất kỳ sân khấu tại quốc gia nào, cô giáo Minh Trang cũng đều có thể chơi nhiều nhạc cụ như đàn bầu, đàn trưng và dồn hết cảm xúc, nhiệt huyết, mong muốn đem tới khán giả những tiết mục đặc sắc. Đặc biệt trong hoạt động thường niên, Ngày Hội Văn hóa Việt Nam Thụy Sĩ, phần biểu diễn của cô luôn để lại những ấn tượng cho các khách tham dự và góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết, tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa hai nước cũng như bạn bè quốc tế. Cảm ơn không gian văn hóa trong buổi lễ kỷ niệm quốc khánh của các bạn. Nó thật sự thu hút sự chú ý của tôi. Mọi thứ thật tuyệt vời.
Tôi chưa từng thấy các nhạc cụ này bao giờ. Màn trình diễn với nhạc cụ dân tộc độc đáo của cô ấy rất hay và đem lại sự ấm áp cho mọi người trong buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam. Với Minh Trang, sự tận hiến với nghề như chính tâm huyết một đời mà cô giáo của Trang đã truyền lại sẽ mãi là ngọn đuốc sáng dẫn lối trên chặng đường gìn giữ, trao truyền âm nhạc dân tộc Việt. Cô gái bé nhỏ này luôn tự nói với bản thân, những giá trị mà nghề mang lại, niềm hạnh phúc khi tỏa sáng trên sân khấu, khi chìm đắm trong tiếng đàn tranh thánh thót là điều quý giá không gì đánh đổi được. Các cái cây đàn này đã trở thành những cái người bạn mà không thể thiếu trong cuộc sống, một người bạn tri kỷ đối với Trang. Dù là Trang ở Việt Nam, hay là Trang sang Trung Quốc du học, hay là hiện nay Trang ở Thụy Sĩ, thì người bạn luôn luôn theo mình. Cái người bạn này ấy, Trang luôn luôn mong muốn là làm thế nào để mà được mọi người biết tới nhiều hơn và có sự quan tâm hơn, không chỉ trong nước mà cả với cả các nước trên thế giới. Để âm nhạc dân tộc có được một chỗ đứng trong đời sống và nền giáo dục tại châu Âu vẫn là một mong ước mà cô giáo Minh Trang đang từng bước mỗi ngày bền bỉ thực hiện. Chặng đường dài với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhưng bằng sự kiên trì, miệt mài cống hiến, thì người nghệ sĩ trẻ đầy tài năng, nhiệt huyết như Minh Trang sẽ thực hiện thành công sứ mệnh đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam vươn xa.